Xin chào mọi người đã quay trở lại với kênh Cường Hàng Bãi ạ. Thì hôm nay em có về thêm được một số đồ nghề Nhật bãi các bác nhá. Hôm nay thì em có về được một cây rìu của Mỹ này các bác này. Đó, rìu Mỹ rồi có cuốc chim của Pháp này. Đó, dao tanto rồi các loại dao găm và có dây hơi các bác nhá, dây hơi của Hàn Quốc và súng xịt hơi này. Rồi rất là nhiều Zippo của Mỹ các bác nhá. Đó, Zippo USA và có về được thêm thùng đồ nghề Tunbook các bác nhá. Đó, có loại nhỏ và loại to. Rồi các loại cuốc chim này, kéo tỉa hàng rào và các loại búa các bác nhá, búa rồi búa rìu này. Đó. Đó, rũa dao liếc, dao rồi xẻng này, rất nhiều các loại kìm đây các bác nhá. Đó, kìm rất là nhiều đồ nghề. Đó, kìm mỏ lết rồi các loại kéo này, đá mài và dao đi rừng các bác nhá. Đó, các loại dao chặt, dao đi rừng. Đó, các bác vào theo dõi video thì cho em Cường xin một lượt like và một lượt đăng ký kênh. Và các bác đừng quên bấm vào chuông để nhận thông báo khi em lên video mới các bác nhá. Hôm nay thì em lên video mã G. Mã số G1 các bác nhá. G1 là một cái cây rìu của Mỹ này các bác này. Đó. Cái này thì hàng của Mỹ người ta sản xuất cho quân đội các bác nhá. Đây cái lớp sơn xanh của quân đội còn đấy các bác. Đó. Đây và đây có đóng chìm chữ tiếng Anh đây các bác nhá. Đó, Man Western này. Đây cái này kiểu như tên của một cái bang của nước Mỹ các bác. Đó, bên này thì có đóng chìm chữ USA đây các bác nhá và số 4 này. Đó, USA. Đây. Đó, bên này có đóng chìm chữ USA đây các bác nhá. Đó, lớp sơn còn đẹp đây. Lưỡi của cây này thì còn zin nguyên các bác nhá. Đó. Lưỡi thì chưa có mài rũa gì và cũng không có sứt mẻ gì các bác. Đó, lưỡi còn zin nguyên. Phần đầu đóng thì chưa có cắn dập gì hết các bác nhá. Đó. Cây này thì phần cán thì em có chêm lại rồi nhưng mà nó cũng chưa được chắc chắn lắm thì về các bác chêm lại phần cán cho nó chắc chắn các bác nhá. Đây, cán gỗ này rất là xịn luôn. Đó, trên cán có số hiệu luôn này. Đó, một cây rìu bổ hàng sản xuất cho quân đội Mỹ các bác nhá. Cây này thì phần cán của nó dài được khoảng tầm 80 cm các bác nhá. Cán dài 80 cm. Còn chiều dài lưỡi của nó thì được khoảng 19 này. Chiều rộng lưỡi của con này thì được 12. Và cân nặng của cây này thì nặng khoảng tầm cái này nặng khoảng 2,4 kg các bác nhá. Đó, nặng tổng thể 2,4 kg. Đó, con này thì các bác có thể mua về sử dụng hoặc sưu tầm nhá. Rất là đẹp, một cây rìu Mỹ. Mã số G1 cây này là 2.200.000 các bác nhá. Đó, mã số G1 là 2.200.000. Mã số tiếp theo, mã số G2. G2 là một cái cây cuốc chim của Pháp các bác nhá. Đây, cuốc chim của Pháp này. Đây, có hiệu đóng chìm đấy các bác nhá. Ampelit, đó, hiệu của Pháp các bác nhá. Đó, một đầu nhọn có răng cưa này. Đó, một đầu mũi nhọn có răng cưa và một đầu cuốc đây các bác nhá. Đó, một đầu cuốc. Đó, con này thì hàng sưu tầm cho các bác. Đó, cán thì rất là bền luôn các bác. Cán thì nó bị chóc một ít sơn thôi. Đó, đây. Trên dưới phần tay cầm đây cũng có hiệu Ampelit các bác nhá, Ampelit. Có một đầu mũi nhọn đây các bác nhá. Đó, đầu mũi nhọn. Cái cuốc chim này có thể sử dụng để neo núi này, phá băng rồi. Đó, mấy bác có đi du lịch dã ngoại đó, đi phượt đem theo nhá. Đó, có một sợi dây dù để đeo luôn này. Đó. Kích thước của cây cuốc chim này thì chiều dài tổng thể của nó khoảng được 70 cm các bác nhá. Chiều dài tổng là 70 cm, còn chiều dài tổng lưỡi cuốc chim thì được 26,5 các bác nhá. Chiều dài tổng 26,5. Chiều dài của lưỡi cuốc thì được 7,5 và chiều rộng của lưỡi thì nó khoảng 5,5 các bác nhá. Đó, cây này các bác có thể mua về sử dụng hoặc sưu tầm cũng được. Mã số G2 cái này 850.000 các bác nhá. G2 850.000. Mã số tiếp theo G3. Mã số G3 là một cái cây dao tanto các bác nhá. Đó, một cây dao tanto. Đó, con này thì rất là đẹp luôn này. Đây. Đây, một cây dao tanto các bác nhá. Đó, có chữ ở trên trên bề mặt lưỡi của nó có chữ đây các bác nhá. Bề mặt lưỡi dao rất là sáng và đẹp luôn. Lưỡi thì sắc bén này. Và cái khâu của nó vuốt cong về hai bên như kiểu khâu kiếm đấy các bác. Đây, phần cán gỗ được ốp ở hai bên rất là chắc chắn nhá, đinh chốt chắc chắn. Đây, và trên cán của nó có các cái rãnh để chống trơn trượt đây các bác này. Đó, dưới này có sợi dây nhá. Đó, kiểu dáng rất là đẹp luôn, các bác có thể mua về trưng bày sưu tầm nhá. Đó, đẹp các bác nhá. Và đây con này thì lưỡi của nó có một cái hộp gỗ đây các bác, hộp gỗ này. Đây có hình một bên hình phượng này và bên này thì có hình rồng đấy các bác nhá. Một bên hình phượng và một bên hình rồng. Đó, dưới này có cái quai đeo bằng da và có chốt gài bằng dây da luôn nhá. Đây, cái chốt gài có hình mặt sư tử đấy các bác. Đó. Đó, để em đo kích thước của cây này thì kích thước của nó thì tổng chiều dài cả cán là khoảng 36 cm. Còn chiều dài lưỡi của con này thì được 19,5, chiều rộng lưỡi là 3 cm. Và độ dày lưỡi con này thì lưỡi nó dày được 4.5 inch các bác nhá. Đó, lưỡi dày khoảng 4.5 inch. Đây, lưỡi rất là dày luôn nhá. Đó, con này lưỡi rất là dày. Đó, hàng trưng bày sưu tầm cho các bác này.
rất là đẹp luôn các bác nhá. Đó, chốt gài các thứ đầy đủ hết này. Mã số G3, cây dao Tanto này 900.000 các bác nhá. G3 là 900.000. Đến mã số tiếp theo. Mã số G4 các bác nhá. G4 là một cái cây dao găm cán được ốp bằng sừng đấy các bác. Đó, cán hai bên ốp sừng đấy các bác nhá. Nó rất là chắc chắn đẹp luôn nhá. Đây, và bề mặt lưỡi dao thì sáng đẹp này, không đỗ đỉ gì hết các bác nhá. Đó, lưỡi khá là sắc bén rồi. Đây, trên lưỡi có một cái rãnh nhỏ ở đây các bác. Đây, cái khâu của nó thì người ta vuốt cong, rèn cong về một bên này. Bên này thì khâu thẳng. Đó. Cái này thì tổng chiều dài của nó được 23,5. Còn chiều dài lưỡi của con này 13 cm, chiều rộng lưỡi là 2,5. Và độ dày lưỡi của con này thì dày được con này độ dày lưỡi khoảng 3 ni rưỡi các nhá. Đó, lưỡi cũng rất là dày luôn. Đó, lưỡi rất là dày dặn 3 ni rưỡi. Đó, cái này các bạn có thể mua về sưu tầm nhá. Cán bằng sừng mai hay sừng hươu gì đó. Đó. Hàng quả Nhật luôn các bác nhá. Đó, rất là đẹp. Mã số G4 cây này là 550.000 các nhá. G4 550.000. Mã số tiếp theo, mã số G5. G5 cũng là một cái cây dao găm hàng sưu tầm cho các bác nhá. Cái này thì ở trên cán của nó thì người ta ốp bằng cái này là nó bằng nhựa cứng hay sao? Nhựa cứng các bác nhá. Một bên thì có hình rồng này và một bên có hình mặt quỷ các bác nhá. Đó. Bên này có hình mặt quỷ, bên này có hình rồng, rất là đẹp nhá. Về mặt lưỡi thì cũng không đỗ thì hết sáng đẹp nhá. Đó. Con này thì kích thước thì chiều dài tổng là được 22,5 cm. Còn chiều dài lưỡi của nó thì được 13. Chiều rộng lưỡi con này là 2,3. Và độ dày lưỡi con này thì dày được 3 ni rưỡi các nhá, dày 3 ni rưỡi. Đó, rất là đẹp luôn các nhá. Đó, các bác mua về chơi sưu tầm nhá. Mã số G5 cái này 450.000 các nhá. G5 450.000. Mã số tiếp theo G6. G6 thì em lên một cái quận dây hơi các bác nhá. Đó, G6 là một cái quận dây hơi của Hàn Quốc. Đó, đây dây xịt hơi. Đây, ở trên dây của nó thì có dập chữ đây các bác nhá. Đó, made in Korea này. Đó, made in Korea đây các bác nhá. Đó, dây hơi Hàn Quốc. Quận dây hơi này thì nó dài 12 mét các bác nhá. Dài 12 mét. Dây còn rất là mới luôn nhá. Không có bị nứt hay hở gì hết các bác nhá. Đó, dài 12 mét. Và đây nó có hai cái đầu như thế này các bác nhá. Một cái đầu to này thì các bác lắp cái súng xịt hơi vào này. Đó, còn cái đầu nhỏ này thì lắp vào cái máy hơi các bác nhá. Đây. Đó. Quận dây hơi dài 12 mét các bác nhá. Và dây này nó là dây 8 ly các bác. Đó, dây 8 ly. Mã số G6 250.000 các bác nhá. Mã số G6 quận dây hơi này 250.000. Tiếp đến mã số G7 các bác. G7 là một cái súng xịt hơi luôn này các bác này. Đó, G7 súng xịt hơi. Súng này thì hiệu top này các bác, DG10. Đó, lớp xi mạ rất là sáng đẹp. Rất là mới luôn các bác nhá. Đây, chiều dọc này thì cái súng này nó dài được 15 này. Đó, còn chiều ngang này được khoảng 16 đây các bác. Đó, sử dụng tốt các bác, không hư hại gì hết nhá. Đây, súng này đây để em lắp vào cái dây hơi này cho các bác xem này. Đó, lắp vào dây hơi như thế này các bác nhá. Đó, sử dụng để xịt hơi, mấy bác có sửa rửa xe máy ô tô gì đó, đó sử dụng xịt hơi nhá. Đó, cái này các bác mua nguyên một bộ này về sử dụng luôn này. Đó, rất là tiện lợi. Mã số G7 cái súng xịt hơi này 220 các bác nhá. G7 là 220. Đến mã số tiếp theo. Tiếp đến một số mẫu Zippo các bác nhá. Đó, một số mẫu Zippo. Mã số G8 các bác nhá. Mã số G8 là một cái chiếc Zippo của Mỹ này. Đó. Đây còn nguyên trong hộp đây các bác nhá, chưa qua sử dụng đâu, made in USA này. Đó. Đây cái Zippo này thì đây nó có cái hình người đang đánh tennis này các bác. Đó, người đang đánh tennis có. Còn mặt bên này thì trắng trơn luôn nhá. Đó, một bên này thì có hình người đang đánh tennis đấy các bác. Đó, sử dụng tốt các nhá, đánh lửa sử dụng tốt. Đó, bên dưới này có chữ đóng này các bác này, Zippo made in USA này. Đó, Zippo made in USA. Đó. Đây. Cái này thì mới chưa xài về các bác bơm xăng dầu vào các bác sử dụng nhá. Đó. Đó, made in USA. Còn nguyên trong hộp giấy đấy các bác nhá, nguyên trong hộp giấy luôn. Đó, mã số G8. Đó, mã số G8 Zippo này 580.000 nữa nhá. G8 là 580.000. Đến mã số tiếp theo, mã số G9. Cũng một chiếc Zippo này các bác. Đó. Cái Zippo này thì kích thước nó như nhau thôi, nó chỉ khác hình thôi các bác. Đây Zippo này thì nó có cái hình máy bay này các bác này và có chữ tiếng Anh đây các bác nhá. Đó. Còn mặt bên này thì trắng trơn luôn này, mặt bên này trắng nhá. Đây. Đó, đánh lửa các thứ còn
ngon, sử dụng ngon hết các nhá. Đây cũng có đóng kiểm chữ đây các, Zippo made in USA. Đó. Rất là đẹp luôn nhá. Đây. Cũng hàng chưa qua sử dụng đâu các nhá. Đó, hàng chưa xài đâu. Về góc bơm xăng dầu rồi sử dụng. Đó, made in USA. Còn nguyên trong hộp giấy. Đó, mã số G9. G9 Zippo này cũng là 580 các nhá. G9 580.000. Mã số tiếp theo G10. G10 cũng là một chiếc Zippo. Đó. Cũng made in USA luôn các nhá. Đây cái này thì có hình hình mặt cô gái và hình cá heo đây các bác này. Đó, hình mặt cô gái và hình cá heo. Bên này thì trắng trơn luôn các nhá. Đó. Nó chỉ có hình một bên thôi. Đó, đánh lửa các thứ tốt này. Đây. Dưới này cũng có đóng chìm chữ đây các bác nhá, Zippo made in USA. Đó. Đó, giấy tờ tem mác còn nguyên đây các bác nhá. Mã số G10 là cũng 580 các nhá. G10 580.000. Mã số tiếp theo G11. G11 cũng một chiếc Zippo. Đây cái này thì rất là đẹp luôn này các bác này, cũng made in USA luôn. Đây có màu của nó màu xanh nhá. Đó, mặt bên này thì không có hình và mặt bên này thì có hình kiểu như hình đồng hồ đấy các bác. Đó, kiểu như cái hình đồng hồ á. Đó. Cũng hàng toàn hàng chưa qua sử dụng các nhá, Zippo made in USA luôn. Mã số G11 là 620 các nhá. G11 620.000. Đến mã số tiếp theo G12. G12 các nhá. G12 lên một cái Zippo nữa. Cái này rất là đẹp luôn, hình màu vàng các nhá. Nó có hình màu vàng. Đây và nó có chữ đây các bác, camera này. Đây có hình người đang quay camera các nhá, hình người đang quay camera. Đó, mặt bên này thì không có gì hết. Đó. Đó, rất là đẹp luôn nhá. Đó. Đây, cũng có đóng chữ luôn, Zippo made in USA luôn. Đó. Đó, cái này rất là đẹp đấy các bác. Mã số G12 này 650.000 các bác nhá. G12 là 650.000. Đến mã số tiếp theo G13. G13 cũng một cái Zippo luôn các bác. Đây cái này thì có hình đầu lâu này các bác này. Đó, có hình đầu lâu, hình quỷ, mặt quỷ này. Đó, này thì màu đỏ các bác nhá. Bên này thì không có hình gì hết. Đó, Zippo made in USA luôn. Đó. Cái này Zippo này thì em giới thiệu nhanh các bác nhá. Đó, nó chỉ khác màu thôi các bác. Đó, nó như nhau khác màu thôi, em giới thiệu nhanh. Mã số G13 này 620 các bác nhá. G13 620.000. Mã số tiếp theo G14. G14 cũng một cái Zippo. Đây cái này có hình đó, hình chữ này rất là đẹp nhá. Đó, có hình và chữ rất là đẹp. Cái này màu trắng các bác nhá. À, này màu trắng sữa, đúng rồi, màu trắng sữa, một bên này trắng. Đó. À. Đó. Đó, Zippo made in USA. Mã số G14 này 650.000 các bác nhá. G14 650.000. Đó, cái Zippo này em sẽ đi nhanh các bác nhá. Đó, nó cũng như nhau cả thôi, nó khác hình khác màu thôi. Mã số G15 các bác nhá, G15. Cái này thì có hình trái đất đây các bác nhá. Đó, có hình trái đất này. Năm 1911 đến 1912 này. Đó, bên này thì trắng, một bên này đó, hình trái đất. Đó, rất là đẹp nhá. Made in USA luôn các bác nhá. Mã số G15 các bác nhá, G15 này 620 các bác nhá, G15 620.000. Nên mã số tiếp theo G16 các bác. Đây, mã số G16. G16 cái này thì có cái hình màu xám này, đó, hình như kiểu hình gạch men đấy các bác, đó, hình màu xám rất là đẹp này, đó, các bác có thể thấy cái hình của nó rất là đẹp nhá, đó. Đây hình lượn sóng này, đó, sử dụng tốt, made in USA, đó, mã số G16 cái này 620 các bác nhá, G16 620.000, đến mã số tiếp theo, mã số G17 các bác nhá, G17 em lên một cái thùng đồ nghề hiệu Tunbook này các bác này. Đây, thùng đồ nghề loại nhỏ nhá. Đây có hiệu Tunbook ở trên trong thùng này. Đó, thùng này thì ngoại hình tổng thể rất là đẹp luôn. Đó. Không có bị cong vênh móp méo gì các bác nhá. Đó, rất là cứng cáp luôn nhá. Và cái lớp sơn này là lớp sơn zin của nó luôn các bác nhá. Lớp sơn zin. Đó, còn nguyên lớp sơn chưa có bong tróc gì hết. Đó. Ở hai bên quả thùng thì có hai cái chốt gài ở hai bên đấy các bác nhá. Hai chốt gài ở hai bên này. Đó. Đó, bên trong thùng đẹp đây các bác nhá. Đó, đẹp. Đó. Có quai sách ở trên đầu đây. Về đó,
kích thước của cái thùng này thì dài 42 cm, rộng 16, cao 11 và nặng 1,3 kg các nhé. Dài 42, rộng 16, cao 11 và nặng 1,3 kg. Mã số G17, thùng này 250.000 các nhé. G17 250.000. Đến mã số tiếp theo, mã số G18. Mã số G18 em lên một cái thùng đồ nghề Tunbook loại lớn các nhé. Thùng loại lớn, đây có hiệu Tunbook ở trên chốc thùng và cũng có quai sách luôn các bác nhé. Đó, thùng này thì cũng còn nguyên cái lớp sơn zin của nó luôn các bác nhé, chưa có bong chóc gì hết. Đó, rất là đẹp và cũng không có bị cong bênh móp méo gì cả nhá. Đó, rất là cứng cáp luôn nhá. Đó, cũng có hai chốt gài ở hai bên luôn các bác. Đó, hai chốt gài hai bên. Đây, cái thùng này thì loại lớn thì các bác có thể đựng mấy cái máy cầm tay loại nhỏ các bác nhá, hoặc đựng đồ nghề, đựng máy cầm tay loại nhỏ trong này nhá, máy cắt, máy mài. Đó, còn là đó, các bác có thể sử dụng cái thùng này làm một cái ghế ngồi cũng được nhá, là một cái ghế ngồi cũng được. Đó, rất là cứng cáp luôn nhá. Đó, về kích thước của nó thì dài 42, rộng 21, cao 14 và nặng 1,7 kg các bác nhá. Dài 42, rộng 21 cm, cao 14 và nặng 1,7 kg. Mã số G18, thùng này là 350.000 các bác nhá. G18 350.000. Đến mã số tiếp theo. Mã số tiếp theo, mã số G19. G19 là một cái cây cuốc nhỏ các bác nhá. Đó, một cái cây cuốc nhỏ. Đây, cây này thì bề mặt lưỡi cuốc còn đẹp đây các bác này. Đó, lớp sơn của nó còn đây nhá. Đó, hai bề mặt lưỡi cuốc đẹp, không có bị rỗ rỉ gì hết. Có cán người ta đóng đinh chốt chắc chắn rồi này. Đó, cán gỗ còn đẹp đây các bác nhá. Cây này mấy bác sử dụng trong gia đình làm vườn thì rất là ngon nhá, cuốc vườn. Chiều dài lưỡi cuốc là 11,5, còn chiều rộng lưỡi của nó thì được là 7,5. Và độ dày lưỡi cuốc này thì nó dày được là 5 ly các bác nhá, dày 5 ly. Đó, mã số G19, cây này 170 các bác nhá, G19 170. Mã số tiếp theo G20 là một cái cây cuốc chim. Đó, cây này thì cũng còn rất là mới này, phần cán gỗ rất mới các bác nhá, tem mác của Nhật còn trên cán đây. Đó, một đầu cuốc, một đầu mũi nhọn này. Đẹp các bác nhá, không rỗ rỉ gì hết nhá. Đó, cán đóng đinh chốt chắc chắn rồi. Chiều dài phần cán của cây này thì được 39 cm, còn tổng chiều dài của lưỡi cuốc chim này được là 25,5. Chiều dài lưỡi cuốc là được 10,5. Và chiều rộng lưỡi của nó thì được khoảng tầm chiều rộng lưỡi 5 cm các bác nhá, 5 cm. Và độ dày cũng rất là dày, khoảng 3 4 ly các bác. Đó, cây cuốc chim mã số G20, cây này 220 các bác nhá, G20 220. Mã số tiếp theo G21. G21 là một cái lưỡi cuốc chim loại lớn này các bác này. Đó, con này hàng rèn thủ công của Nhật nhá. Đó, một đầu cuốc, một đầu mũi nhọn các bác. Bề mặt lưỡi cuốc của con này thì rất là đẹp, không rỗ rỉ gì hết này. Đó, các bác có thể thấy bề mặt đẹp nhá, không có bị rỗ rỉ gì cả. Tổng chiều dài của lưỡi cuốc chim này thì được là 37,5 cm, tổng chiều dài 37,5. Còn chiều dài của lưỡi cuốc là 15. Chiều rộng lưỡi của nó thì được 8,5 và độ dày của lưỡi cuốc này thì nó dày tới 9 ly các bác nhá. Đó, rất là dày luôn, dày 9 ly. Đó, cái này các bác xài cuốc có khi cuốc cả đời không hỏng được luôn. Đó, rất là dày, dặn cứng cáp nhá. G21 là 250.000. Mã số tiếp theo G22. Mã số G22 là một cái lưỡi cuốc chim luôn các bác nhá. Đó, con này cũng hàng rèn thủ công Nhật này. Đó, có mộc đóng chìm trên bề mặt lưỡi đây các bác nhá. Đó, bề mặt lưỡi cuốc đẹp này. Đó, không có rỉ sét gì cả. Tổng chiều dài của lưỡi cuốc chim này thì được là 33,5, còn chiều dài lưỡi là 15. Chiều rộng lưỡi của nó thì được là khoảng 6,8. Và độ dày của lưỡi cuốc chim này thì dày được 8 ly thôi nhá. Đó, dày 8 ly. Mã số G22 là 230.000, G22 230. Mã số tiếp theo G23 cũng là một cái lưỡi cuốc chim. Đó, lưỡi này hàng mới chưa xài luôn các nhá, hàng mới chưa qua sử dụng này. Còn nguyên lớp sơn này các bác rất là đẹp. Đây, cái đầu mũi nhọn của nó người ta còn bọc nguyên đây các bác này. Đó, người ta còn bọc cái mũi luôn này. Đó. Tổng chiều dài của lưỡi cuốc chim này thì được là 28 cm, còn chiều dài lưỡi cuốc của nó được 10,5. Chiều rộng lưỡi con này thì được là 5 cm. Và độ dày lưỡi của nó thì dày được độ dày lưỡi là khoảng tầm 6 ni rưỡi thôi nhá. Đó, 6 ni rưỡi. Đó, hàng mới chưa xài. G23 là 230.000. Mã số tiếp theo G24 là một cái cây chép các bác nhá. Đó, một cái cây chép. Đấy, con này thì hiệu voi của Nhật các bác nhá, hiệu con voi rất nổi tiếng của Nhật. Đấy, tem mác còn nguyên này. Trên bề mặt lưỡi của nó thì có hình voi đóng chìm đây nhá các bác nhá. Đó, có cả chữ Nhật luôn. Lưỡi thì em mài khá là sắc bén rồi, lớp sơn còn đẹp đây các bác. Đó. Chiều dài tổng cả cán của cây này là 55 cm, còn chiều dài lưỡi chép thì được chiều dài lưỡi khoảng 10 cm. Chiều rộng lưỡi của nó là khoảng 7 cm các nhá. Và độ dày lưỡi con này thì con này độ dày lưỡi là 3 ly các nhá, 3 ly. Đó, cây này thì các bác có thể sử dụng để làm vườn hoặc là các bác sử dụng để sủi sơn nhá. Đó, sủi sơn cũ ở trên tường á.
Rồi 24 cái này 170 các bác nhá. Rồi 24 170. Mã số tiếp theo G25 là một cây kéo tỉa hàng rào. Đó, cây kéo này thì hàng sưu tầm cho các bác này. Đó, hàng sưu tầm. Đây, cái này thì ở trên bề mặt lưỡi của nó người ta có đây. Nó khắc nổi cái hình cây tre cây 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 trúc hay là cái này cây cổ thụ gì các bác. Đó, tre trúc gì ạ? Đây thì có chữ khắc nổi đây các bác nhá. Đó, chữ khắc nổi. Rất là đẹp luôn nhá. Đây. Trên bề mặt lưỡi thì có rãnh này. Con này thì bề mặt lưỡi em có vệ sinh khá là sáng đẹp rồi. Đó, về thì các bác có thể vệ sinh thêm. Đó, lưỡi thì cũng khá là bén đấy các bác. Đó. Đây, ốc chốt ốc rời nhá. Về các bác có thể tháo ra và mài lưỡi được nhá. Đó. Có hình cây các bác rất là đẹp luôn. Đó, các bác có thể mua cái này về sưu tầm nhá. Cán cũng còn đẹp này. Tổng chiều dài cả cán của cái cây này thì được là 49 cm, còn chiều dài lưỡi kéo thì được là 14,5. Đó, mã số G25 cây này là 370 các bác nhá. G25 370. Mã số tiếp theo G26 một cây kéo tỉa hàng rào. Đó. Con này thì lưỡi kéo hai lớp thép các bác nhá. Lưỡi kéo hai lớp thép. Đây, có chữ đóng chìm trên bề mặt lưỡi này. Đó, hai lớp thép ghép. Phần lưỡi thì về các bác có thể mài thêm cho nó sắc bén ra các bác nhá. Đó, ốc chốt là ốc rời. Đó, lưỡi con này thì hai lớp thép thì rất là bén đấy. Về các bác mài thêm các bác nhá. Đó, hàng rèn thủ công Nhật, cán gỗ còn đẹp này. Đó, tem mác Nhật còn trên cán nhá. Tổng chiều dài cả cán của cây này thì nó khoảng tầm 68 cm. Còn chiều dài lưỡi của con này thì chiều dài lưỡi nó khoảng được 16,3 các bác nhá. Đó, nó khoảng hơn 16 cm, khoảng 16,3 cm. Mã số G26 cái này 270 các bác nhá. G26 270.000. Đến mã số tiếp theo. Đến mã số tiếp theo, mã số G27 các bác nhá. G27 là một cái cây búa bi hiệu KTC này. Đó. Đây, hiệu KTC PH45-323. Đó, con này thì đầu búa thì cũng còn khá đẹp đấy các bác nhá. Đó, hàng người ta xài lưỡi thôi, khá là đẹp đấy các bác. Đó, đầu bi đấy cũng còn đẹp này. Cán thì là cán ống thép nó bị chóc một xíu xi mạ thôi các bác nhá. Đó, tay cầm bọc cao su còn đẹp đây. Chiều dài của cây búa bi này thì dài được là 31 cm các bác nhá. Dài 31 cm và cây búa bi này thì nặng được 800g có nhá, nặng 800g. Mã số G27 cái này 230.000. Mã số tiếp theo G28. G28 một cây búa đinh búa lùn các nhá, một cây búa đinh búa lùn. Đó, con này thì có chữ đóng ở trên cán này. Đó, con này còn rất là đẹp, tem mác còn đây các bác nhá. Đó, đầu đóng đinh đẹp đây nhá. Có nam châm để hít đinh ở trên đầu đóng, có nam châm hít đinh đây các bác nhá. Đó, cán đổ keo chắc chắn này. Đó. Chiều dài của cây búa đinh này thì nó dài được 16 cm các bác nhá. Chiều dài phần đầu búa thì được là 11. Đường kính đầu đóng khoảng 2,5. Đó, và cái này nặng là 350g các bác nhá. Đó, nặng 350g. Mã số G28 150.000. Mã số tiếp theo G29 là một cái cây búa đinh. Đó. Đây, con này thì đầu búa thì lớp sơn còn đẹp đây các bác nhá. Đây, phần đầu đóng đinh của nó thì cũng còn đẹp đây. Đó, có rãnh chống trơn trượt, chưa bị chảy trượt gì nhá. Đó, đầu chữ V nhổ đinh đây cũng đẹp các bác nhá. Đó, có hiệu đóng chìm đây, hiệu đóng ở trên đầu búa này. Đó, cán là cán ống thép các bác nhá. Đó, cái này xài thì rất là bền đấy, tay cầm bọc cao su. Đó, đuôi cán có chữ đây bác, made in Japan này. Đó. Chiều dài của cây búa đinh này thì dài được 31 cm. Chiều dài phần đầu búa của nó thì được khoảng tầm 11,5 và đường kính đầu đóng cây này là 2,5 cm. Cân nặng của nó thì được nặng 500g các bác nhá, nặng 500g. Mã số G29 cái này 220.000, G29 220. Mã số tiếp theo G30 cũng là một cây búa đinh. Đó, cây này thì hiệu Đốc Du các bác nhá. Cán là cán gỗ. Đó, cán gỗ còn khá là mới đấy các bác. Đó, đây tem mác còn nguyên trên cán này, hiệu Đốc Du các bác nhá. Đây. Đầu búa thì còn đẹp đấy các bác nhá. Chưa bị chảy trượt cấn dập gì nhá. Đó, đầu chữ V nhổ đinh đây cũng đẹp này các bác. Đó. Chiều dài của cây búa đinh này thì dài được 38,5. Còn chiều dài phần đầu búa nó khoảng tầm 13,5. Và đường kính đầu đóng của cây này thì được khoảng tầm 2,7. Đó, cân nặng cây này được 500g các bác nhá. Đó, nặng là 500g. Mã số G30 là 220. G30 220.000. Mã số tiếp theo G31 là một cây búa bát giác. Đó, một G31 một cây búa bát giác, búa tạ các bác nhá. Đó. Búa tạ loại nhỏ. Đó, cây này thì nặng 1,3 kg các bác nhá, nặng tổng thể 1,3 kg, hiệu Đốc Du.
hàng thì hàng xài lướt thôi các bác. Đó, đầu búa thì người ta cũng có xài lướt rồi. Đó, nhưng mà hiệu Dokju thì đó, chất thép thì rất là cứng cáp, các bác mua về xài rất là bền nhá. Đó, cán là cán ống thép các bác nhá, tem mác Dokju này. Đó, tay cầm thì có bọc cao su đây. Đó, đuôi cán có chữ luôn nhá. Dokju made in Japan. Chiều dài của cây búa bát giác này thì dài được 29 cm. Chiều dài phần đầu búa của nó là 10 cm và đường kính đầu đóng của cây này khoảng 3,5. Đó, nặng là 1,3 kg các bác nhá, nặng tổng thể 1,3 kg. Mã số G31 là 240.000, G31 240.000. Mã số tiếp theo G32 là một cái cây búa sử dụng để cho mấy bác mà có đi đó, đi phượt, đi dã ngoại, đi cắm trại này. Đó. Đây, cây này thì đầu đóng của nó là đầu đồng đấy các bác nhá. Đó, nó bằng đồng này. Đó, cái này thì mới chưa qua sử dụng đâu các bác. Đó, và đây, phần đầu búa chỗ này thì nó là thép không gỉ các bác nhá, thép không gỉ. Đó, rất là đẹp luôn. Có một cái sợi dây đấy các bác. Đó, sợi dây thì để các bác có thể đeo lên vai, đeo lên người nhá. Đó. Cán gỗ mới tinh luôn các bác. Đó, ô QVN này. Đó, cái búa này thì mấy bác mà có đi cắm trại á, đó, cắm trại có thể sử dụng để đóng cọc lều nhá. Đó, để đóng cọc lều. Đó. Đầu đồng mới chưa qua sử dụng luôn. Và nó có một cái đầu móc này thì để các bác nhổ các cái cọc lều các bác nhá. Đầu móc này để nhổ các cái cọc lều đấy. Đó, cây này thì giá mới của nó người ta đó, em có xem là người ta bán giá hơn 1 triệu một cây các bác, đó, triệu mấy một cây, rất là đắt luôn nhá. Đó, chiều dài của cây búa này được 29 cm các bác. Và cân nặng của cây búa này thì được cái này nặng là 700 g các bác nhá, nặng 700 g. Đó, một cây búa mấy bác có thể mua cây này về sưu tầm, hoặc là mấy bác có đi cắm trại dã ngoại, đi du lịch. Đó, đi cắm trại đó, sử dụng để đóng cọc lều. Mã số G32 cái này 550.000 các bác nhá. G32 là 550.000. Mã số tiếp theo G33. G33 là một cái cây rìu bổ các bác nhá. Đó, một cây búa rìu bổ, rìu chặt. Con này hàng rèn thủ công Nhật. Đó, có mộc đây. Bên này thì có mộc khắc thủ công đây các bác nhá. Đó, lưỡi thì rất là sắc bén luôn, không có sứt mẻ gì cả. Đó, lưỡi rất là bén các bác nhá. Đây, ở trên cán thì người ta đóng đinh chốt chắc chắn ở trên phần cán rồi các bác. Đó, cán gỗ còn đẹp. Chiều dài cán cây này thì được 43,5 cm. Còn chiều dài lưỡi con này được 17. Chiều rộng lưỡi của nó được 7 cm và cân nặng của cây này thì được 1,2 kg các bác nhá. Đó, cây này nặng 1,2 kg. Cây này các bác có thể mua về sử dụng bổ củi hoặc là chặt cây các bác nhá. Đó, bổ củi hoặc chặt cây cũng được. G33 cây này 370.000. Mã số tiếp theo G34 là một cái cây rìu chặt các bác nhá. Đó, cây này thì loại nhỏ này. Đó, loại nhỏ nên là sử dụng chặt rất là ngon các bác. Đó, cầm một tay rất là nhỏ gọn tiện lợi. Đây, hàng rèn thủ công Nhật luôn các bác nhá. Đó, có mộc khắc thủ công. Đó, bề mặt lưỡi đẹp luôn các bác nhá. Lưỡi sắc bén này. Đó, cán thì cũng đóng đinh chốt chắc chắn ở trên phần cán rồi các bác. Đầu đóng đây đẹp nhá. Đó, đây, cán gỗ đẹp. Chiều dài cán của cây này được 41 cm, còn chiều dài lưỡi của con này được 12. Chiều rộng lưỡi của nó là 5,8. Đó, và cân nặng của cây này được 800 g các bác nhá, nặng 800 g. Mã số G34, cây này 350.000, G34 350.000. Mã số tiếp theo G35 là một cái cây rìu chữ L. Đó, đây con này thì có mộc đóng chìm trên bề mặt lưỡi này. Bề mặt lưỡi thì không có rỗ rỉ gì hết các bác nhá, lưỡi hai mặt. Đó, bề mặt lưỡi đẹp nhá. Đây, cán đóng đinh chốt chắc chắn rồi, cán gỗ cũng còn đẹp đây các bác. Đó. Chiều dài cán của cây này được 29 cm, còn chiều dài lưỡi của này được 11,5. Chiều rộng lưỡi của nó được 10 cm và cân nặng của cây này được cái này nặng 700 g các nhá, nặng 700 g. Mã số G35, cây này 350.000 các nhá. G35 là 350.000. Mã số tiếp theo G36. Mã số G36 là một cái cây rìu tai voi. Đó, con này có mộc Nhật đóng chìm trên bề mặt lưỡi đây các nhá. Về mặt lưỡi cũng không rỗ thì gì hết, đẹp, lưỡi thì em mài sắc bén rồi. Đó, cán còn đẹp chắc chắn này. Đó. Về kích thước của con này thì chiều dài cán của con này được 31,5, còn chiều dài lưỡi của nó thì được 10,5. Chiều rộng lưỡi con này là 10 cm. Đó, và cân nặng của nó thì được nặng 750 g các bác nhá. Nặng 750 g, G36 cái này là 350.000 luôn các bác nhá. G36 350.000. Số tiếp theo G37 là một cái lưỡi rìu chữ L. Đó, con này cũng hàng rèn thủ công Nhật luôn. Đó, lưỡi mài sắc bén rồi. Đây có cái mộc hình người tuyết đây các bác này. Đó, mộc hình người tuyết. Để mà lưỡi đẹp các bác nhá. Đây thì để ít bữa mà nó hơi rỉ sét ở lưỡi một xíu thôi. Không ảnh hưởng gì hết các bác nhá.
đó. Chiều dài lưỡi con này thì được 12,5, chiều rộng lưỡi của nó được 11 và cân nặng của nó thì được nặng 500g các nhá. Đó, nặng 500g, nặng 5 lạng đấy. G37 250.000 các nhá. G37 250.000. Mã số tiếp theo G38, một cái lưỡi liều bổ này. Đó, con này thì vừa bổ chặt cũng được này các bác này. Nó bổ chặt. Đó, bề mặt lưỡi đẹp, không lỗ rỉ gì, không có rỉ sét nhá. Lỗ trên cán hình oval đây các nhá. Lỗ trên cán hình oval. Đầu đóng đẹp này. Đó, lưỡi thì khá là bén. Chiều dài lưỡi của nó thì được 16, chiều rộng lưỡi con này thì được chiều rộng lưỡi nó khoảng tầm 11,3. Đó, chiều rộng lưỡi khoảng 11,3. Đây, độ dày của lưỡi này thì đo ở trên đầu đóng đây nó được khoảng 2,3 cm. Và cân nặng của lưỡi này thì được 800g các nhá, nặng 800g. Mã số G38 là 280.000 các nhá, G38 280.000. Mã số tiếp theo G39 là một chiếc Eto kẹp bàn. Đó. Đây, chiếc Eto này còn rất là đẹp, tem mác còn nguyên hiệu Engineer Japan này các bác. Đó, Engineer Japan. Đó, đây thì miệng kẹp thì đây, con này thì miệng kẹp thì mở tối đa được khoảng tầm 4,8 các bác nhá. Và miệng kẹp thì rộng được là 7,5 cm. Nó rộng 7,5. Đó, nó có một cái mặt đe nhỏ đây các bác này, mặt đe để các bác cho dụng cụ nhỏ lên trên này gõ được nhá. Và có một cái lỗ để có thể sử dụng để uấn dây thép dây kẽm nhá. Đó, con này thì ốc vặn các thứ còn rất là trơn tru mượt mà luôn. Không có kẹp cứng gì hết các bác nhá. Đây, ốc vặn trơn tru. Đó. Còn đẹp đây các bác nhá. Đó, còn đẹp. Cân nặng của nó thì được nặng 1,8 kg các bác nhá, nặng 1,8 kg. Đó. Mã số G39 các bác nhá, G39, chiếc Eto kẹp bàn này là 350.000, G39 là 350.000 các bác nhá. Đó, mã số G39 350.000. Mã số tiếp theo G40 là một cái bộ tô vít này các bác này. Đó, bộ tô vít. Bộ này thì mở hàng chưa qua sử dụng đâu các bác. Đó, và hiệu của nó đây các bác nhá. Đó, hiệu là hiệu Vetsel. Đó, hiệu Vetsel. Đây, nó có một cái phần tay cầm là bằng nhựa này, đó, có hiệu Vetsel luôn. Đó, và có 2 4 6 8 cái đầu vít các bác nhá. 8 đầu vít, 3 đầu cộng, 3 đầu trừ. Một đầu mũi nhọn này và một đầu chữ V các bác nhá. Đó. Đây, cộng 2 cộng 1 cộng 0 trừ 2.5 4 6 này. Đó. Mới chưa xài luôn các bác nhá. Đây. Cái này thì khi mà các bác có lắp đó, lắp cái đầu vít vào phần cán ấy thì nó sẽ dài được là khoảng tầm 18 cm các nhá, dài 18 cm. Đó. Đó, tổng là có 8 đầu vít các nhá, 3 đầu cộng, 3 đầu trừ, một đầu mũi nhọn và một đầu chữ V. Đó, có thông số ở trên này rồi các bác nhá. Đó, hiệu Vetsel các bác. Đó. Một bộ vít G40 này là 200.000 các nhá, G40 200. Mã số tiếp theo G41 là một cái cây rũa kim cương các nhá, cây rũa kim cương, còn nguyên bọc luôn các bác. Đó, một cây rũa kim cương. Đây, con này thì có chữ đây các nhá, Japan này. Đó, có dập chữ Japan. Và mặt trước của con này thì là mặt cong và mặt sau là mặt phẳng các bác nhá. Đó, mặt trước mặt cong, mặt sau mặt phẳng, cán thì được ốp gỗ hai bên chắc chắn này, ba đính chốt nhá. Tổng chiều dài của cây rũa này thì được là 26,5, còn chiều dài lưỡi rũa thì được 15,2 cm. Đó, khoảng 15,2. Đó, một cây rũa kim cương các bác nhá. Có hướng dẫn sử dụng ở trên bọc các bác. Cái này thì các bác có thể sử dụng rũa lưỡi dao, lưỡi kéo và lưỡi bấm móng tay nhé. Đó. Cây rũa kim cương hàng chưa xài các bác nhé. Hàng chưa xài. Mã số G41 là 190.000 các bác nhé. G41 190.000. Tiếp theo G42 là một cái cây liếc dao lại lớn này các bác. Đó, một cây liếc dao lại lớn. Đó, con này thì còn rất là mới luôn nhé. Đó, đây có chữ đây các bác. Made in Japan này. Đó, made in Japan. Cán thì bằng nhựa cứng. Đuôi cán có một cái móc thì để không sử dụng bác có thể treo lên cho nó gọn gàng nhé. Đó, liếc lưỡi tròn nhé các bác nhé, liếc lưỡi tròn loại lớn. Tổng chiều dài cả cán của cái cây liếc này được 42, còn chiều dài lưỡi liếc sử dụng thì được là 28,5. Đó, tổng dài hết là 30 các nhá, còn cái phần liếc sử dụng thì được 28,5. Đó, một cây liếc dao lưỡi tròn loại lớn. G42 cái này 190 các nhá, G42 190. Số tiếp theo G43 là một cái cây rũa gỗ các nhá, một cây rũa gỗ hiệu Shinto của Nhật này. Đó, con này thì răng các thứ, răng của nó thì còn khá là sắc bén các bác nhá. Đó, răng khá sắc bén. Phần cán thì nó bị chóc một phần sơn mạ rồi này. Đó, nhưng mà phần răng thì còn tương đối là bén đấy các bác. Tổng chiều dài của cây rũa này thì được là 34 cm, còn chiều dài lưỡi sử dụng thì được khoảng 22 các bác nhá. Chiều dài lưỡi sử dụng 22. Bản lưỡi thì rộng được 2,8. Đó, bản lưỡi rộng 2,8 các bác nhá.
Cái này thì nó có một mặt là răng thưa và một mặt răng dày các bác. Đó, hai mặt, một mặt răng thưa, một mặt răng dày. Đó, một cây rũa gỗ các bác nhá, một cây rũa gỗ. Mã số G43, cây này 100.000 các bác nhá, G43 100. Số tiếp theo G44, một cái cây cưa gấp này các bác. Đó. Con này thì lưỡi thì nó hơi rỉ sét một xíu thôi, nhưng mà còn nguyên lớp sơn luôn các nhá. Đó, chưa xài luôn, răng cưa còn rất là sắc bén luôn nhá. Càn gỗ thì cũng còn rất là mới, còn nguyên tem mát luôn nhá. Đó, răng không có bị gãy móc méo răng nào cả nhá. Chiều dài lưỡi cưa thì được khoảng 20 cm quá nhá, còn chiều dài phần cán của nó thì được là 26 cm. Đó, cái này có thể sử dụng cưa gỗ, cưa cảnh được các bác nhá. G44 cái này 100.000 quá nhá, G44 100. Đến mã số tiếp theo. Mã số G45. G45 là một cái cây thước góc bằng đồng các bác nhá. Đó, cây thước góc 45 độ bằng đồng. Rất là đẹp, các bạn có thể thấy đồng rất xám đẹp. Cây này thước góc 45 độ và 135 độ các bác nhá. Đó. Đây, chiều ngang của cây này thì được 11 này các bác này, chiều ngang 11, còn chiều cao của nó thì được cao khoảng tầm 6 cm các bác nhá, cao 6 cm. Đó, một cây thước góc bằng đồng. Đó, rất là xám và đẹp, đồng của Nhật luôn các bác nhá. Đó. Mã số G45, cây này 150.000 các bác nhá. G45 150.000. Số tiếp theo G46 là một cái cây thước thủy các bác nhá, cây thước cân nước. Đó, con này thì hiệu Tajima và hàng mới chưa xài các bác nhá. Đó, hiệu Tajima có 3 ống cân nước này. Chiều ngang này, chiều dọc và đường chéo các bác nhá. Đó, cân ngang, cân dọc và cân đường chéo. Đó, đây có nam châm đây các bác nhá. Đó, bên hông của nó có nam châm. Đó, nam châm có thể hít tới 8 kg luôn này. Thước này dài 16 cm các bác nhá. Đó, 160 mm dài 16 cm. Đó, made in Japan này. Đó, hàng còn nguyên bọc luôn. Đó, hàng Tajima thì xài rất là chất lượng các bác nhá. Đó. Rất là ngon, rất chất lượng, 3 ống cân nước, chiều ngang, chiều dọc và đường chéo. Mã số G46 350.000 nữa nhá. G46 350.000. Mã số tiếp theo G47 là một cái cây xẻng nhỏ các nhá. Đó, cây này thì dành cho mấy bác mà có đi dã ngoại, đi cắm trại này. Đó, đi cắm trại đào lều. Đó, đào để dựng lều trại nhá. Đó. Đi dã ngoại du lịch đi phượt. Đem theo rất nhỏ gọn tiện lợi. Đây có chữ tiếng Anh đóng chìm ở mặt sau đây có nhá. Đó, thép của nó rất là cứng cáp luôn nhá. Đó, thép rất cứng cáp. Phần tay cầm thì bọc nhựa có nhá. Đó. Cái này phần tay cầm bọc nhựa. Chiều dài tổng thể của cây xẻng này là 30 cm, còn chiều dài lưỡi xẻng thì được khoảng 13,5. Chiều rộng lưỡi của nó là 10 cm có nhá. Đó, nó có một cạnh bên này là cạnh răng cưa này. Đó, ở giữa lưỡi xẻng thì có một cái lỗ ở đây này các bác. Đó. Đó, rất là cứng cáp. Mã số G47 cái này 150.000 các nhá. G47 150.000. Mã số tiếp theo G48. G48 là một cái cây xẻng nhọn loại lớn đấy các bác. Đó, con này thì hàng mới chưa xài còn nguyên tem mát đây các nhá. Đó, tem mát hiệu voi này. Đó, tem mát hiệu con voi. Đó, mới chưa qua sử dụng luôn các nhá. Đó, rất là đẹp. À, cán cái này thì bằng cán sắt các nhá. Đó, cán sắt xài rất là bền luôn. Đây, tem mát còn nguyên đấy các bác. Có hình con voi Osaka. Design in Japan này, đó. Phần tay cầm thì có trợ lực đây các nhá. Cái này xẻng này tổng chiều dài cả cán nó khoảng 1 m các nhá. Đó. Tổng chiều dài cả cán của cái xẻng này khoảng tầm 1 m. Còn chiều dài của lưỡi xẻng thì được là khoảng chiều dài lưỡi xẻng là 29,5. Chiều rộng lưỡi của nó thì được là 22,5. Đó, chiều rộng lưỡi 22,5. Một cây xẻng nhọn cán sắt loại lớn các nhá. Đó, mới chưa xài. Mã số G48 cái này 380.000 các nhá. G48 380.000. Đến mã số tiếp theo, mã số G49. G49 là một cái cây kìm cắt sắt các bác nhá, một cây kìm cộng lực, kìm cắt sắt. Đó, con này hiệu MCC Japan và nó có thể cắt sắt được là 5 ly các bác nhá. Đó, người ta ghi cắt sắt 5 ly nhưng mà nó cắt được tối đa là 6 ly đổ lại các bác nhá, size 300 mm. Đó, hiệu MCC, dấu nội địa Nhật đây các bác nhá. Đó, dấu nội địa Nhật. Con này thì lưỡi cắt còn đẹp sắc bén các bác nhá. Đây. Lưỡi cắt không có bị sứt mẻ gì hết các bác nhá. Đó, lưỡi cắt còn đẹp sắc bén. Đó, cây này các bác sử dụng trong gia đình thì đó, cắt những cái loại sắt khoảng tầm 6 ly đổ lại thôi. Đó. Thì sử dụng trong gia đình thì thích hợp này các bác. Đó, chiều dài của nó thì được 32 cm các bác nhá. Đó. MCC cắt sắt 5 ly Japan. Mã số G49 cái này 220 các bác nhá. G49 220. Mã số tiếp theo G50 là một cái cây kìm bấm chết này. Đó, con này thì có hiệu đây các bác nhá, Vigrip này. Đó. iWin 10CR này. Đó. Đây, và bên dưới này thì có chữ đấy các bác nhá. USA này. Đó, bên này thì cũng có chữ luôn, Vigrip Zero Ungernight này.
Đó, con này thì lớp xi mạ thì của nó rất là đẹp luôn các bác nhá. Chưa có bị bong chóc gì các bác nhá. Đó, chất thép CRV. Đây, phần răng lợi của cây này thì chưa có bị chảy trượt cấn dập gì các bác nhá. Nó răng lợi còn đẹp này. Đó, các bác có thể thấy răng trên răng dưới còn rất là đẹp. Đó, kẹp thì rất là chắc chắn luôn các bác nhá. Đó, kẹp chắc chắn. Chiều dài của cây kìm bấm chết này thì được là 22,5 cm. Đó, dài 22,5 các bác nhá. Mã số G50, cây này 250.000 các bác nhá. G50 250.000. Mã số tiếp theo G51 là một cái cây kìm bấm chết tự động các bác nhá, kìm bấm chết tự động. Đó, con này thì có chữ tiếng Anh đây các bác nhá. Đó, có đóng chìm chữ tiếng Anh này. Đó, mặt bên này thì cũng có chữ tiếng Anh luôn. Đó, rất là mới luôn các bác nhá, lớp xi mạ chưa có bong chóc gì cả. Đây, răng lợi của cây này cũng đẹp các bác nhá. Đó, chưa có bị chảy trượt gì này. Đó, răng lợi đẹp nguyên đây các bác. Đó, các bác có thể thấy răng rất là đều luôn nhá, thẳng tắp luôn. Đó. Đây, cái này thì ở bên trong nó có một cái con ốc nhỏ để điều chỉnh lực này. Đây, và bên này trong này có lò xo luôn các nhá. Đó, cái này thì nó sẽ kẹp tự động các nhá. Đó, kẹp tự động theo kích cỡ. Đó, tự động kẹp theo kích cỡ các nhá, kìm bấm chết tự động. Đó. Chiều dài của cây kìm bấm chết tự động này được 23 cm các nhá. Dài 23 cm, mã số G51, cây này là 330 các bác nhá. G51 330.000. Mã số G52. G52 là một cái cây kìm bấm cốt các nhá, cây kìm bấm cốt, cái này hiệu Hozan. Đó, hàng nội địa Nhật, có giống nội địa đấy bác. Đó, cái này còn rất là mới luôn nhá. Đầu bấm cốt của nó thì nó có thông số ở trên này là 1.6 × 2 các nhá, 1.6 × 2, còn dưới này thì nó có chữ nên là em cũng không rõ nó bấm được bao nhiêu nữa. Đó. Đó, cái này mấy bác thợ quen thì các bác có thể biết này. Đó. Đó, đầu bấm cốt còn đẹp, sử dụng tốt các nhá. Đó, bóp ra bóp vào sử dụng rất là tốt, không hư hại gì hết. Đó, tay cầm thì liền lạc đẹp nhá. Chiều dài của cây kìm bấm cốt này thì dài được 27 cm thôi nhá. Dài 27 cm. Đây các bác có thể xem cái phần đầu bấm cốt này của nó nhá. Em không rõ nữa, 17 gạch 1, bên này 17 gạch 2 này. Đó, hiệu Hozan, hàng nội địa Nhật. G52, cái này 300.000 thôi nhá. G52 300. Đến mã số tiếp theo, mã số G53 là một cái cây kìm rút IV. Đó, con này hiệu Kasaki các bác nhá, Japan này. Đó, rất là mới luôn các bác nhá. Đó. Đây, ở bên trong có lò xo trợ lực sử dụng tốt các bác, không hư hại gì hết, chốt gài đầy đủ này. Đó, con này thì đầu bấm cốt của nó thì ở trên này là đầu 3.2 này. Đó, 3.2, 2.4 này, 4.0 và 4.8 các bác nhá. Đó, 3.2, 2.4, 4.0 và 4.8. Đây thì người ta có tặng kèm cho một cái chìa đây để các bác mở các cái đầu rive này nhá. Đó. Chiều dài của cây kìm này thì được là 24,5 các bác nhá, dài 24,5. Đó, đẹp các bác nhá. G53, cây này là 170 các bác nhá, G53 170. Mã số tiếp theo G54 là một cái cây kìm đa năng. Đó, một cây kìm đa năng, đó con này cũng còn đẹp này các bác. Đó, đây răng lợi này. Đó, răng lợi chưa bị chảy trượt gì hết. Đó, đây thì có hai lỗ kiểu như để bấm cốt này các bác, và ở giữa này thì nó có bốn cái lỗ để làm gì em không rõ nữa. Đó, đây thì có 5 lỗ để tuốt dây điện này các bác nhá. Đó, 5 lỗ tuốt dây điện, cán liền lạc đẹp nhá. Chiều dài của cây kìm này thì dài được 20,5. Đó. Mã số G54, cái này 180 các nhá. G54 180.000. G55 là một cái cây kìm cắt các bác nhá. Đó, một cây kìm cắt kìm cộng lực loại nhỏ. Đó, con này hiệu MCC Japan này. Đó, cũng rất là mới luôn các bác nhá. Đó, con này có lò xo trợ lực ở bên trong và có chốt gài luôn nhá. Đó, lưỡi cắt đẹp, không có sứt mẻ gì cả, lưỡi sắc bén này các bác. Cây này thì các bác có thể sử dụng để cắt dây điện hoặc cắt kẽm bonsai cũng được nhá. Đó, cắt dây kẽm khoảng 1-2 ly. Chiều dài của cây kìm cắt này thì dài được 21 cm các bác nhá. Đó, dài 21 cm. G55, cây này 150.000. Mã số G56 là một cái cây mỏ lết ngàm ngang đây các bác nhá. Đó, con này thì hàng chưa xài rất là đẹp luôn. The Rock for Việt hiệu Super các bác, size 230mm. Đó. Con này thì miệng của nó mở tối đa là được miệng mở tối đa khoảng 6,2 cm các bác nhá. Đó, miệng đẹp đấy các bác. Đó, các bác có thể thấy miệng đẹp nhá. Đó, miệng đẹp. Size 230mm hiệu Super. Đó, một cây mỏ lết ngàm ngang. Mã số G56 190.000. Rồi tiếp theo G57 là một cái cây mỏ lết các bác nhá. Một cây mỏ lết, con này hàng mới chưa xài đâu các bác. Hiệu Super Tool này. Đó, hiệu Super Tool. Đây. Đó, các bác có thể thấy miệng đẹp nhá. Đó, cái này hàng xịn, hàng cao cấp các bác. Đó, mỏ lết tự động đấy các bác nhá. Đây, cái này có thể đẩy lên được này các bác này. Đó, mỏ lết tự động.
Chiều dài của cây mỏ LED này thì chiều dài của nó được 24,5 và miệng thì mở tối đa được 3,8 các nhé. Miệng mở tối đa 3,8. Đó, hiệu Super Tool rất là đẹp luôn các nhé, mới chưa xài. Mã số G57 cái này 350.000. Mã số tiếp theo G58 là một cái cây cần tự động hiệu Tone. Đó, Tone Japan CRV này. Đó, hàng nội địa Nhật luôn các bác nhé, có dấu nội địa này. Cái này thì đầu của nó là đầu 1/2 các nhé, đầu 1/2 rất là mới luôn, gần như là chưa qua sử dụng nhé. Đó. Đây. Đó, công tắc xoay chiều đảo chiều sử dụng tốt đấy các nhé. Đó, không có hư hại gì hết. Đó, một cái cây cần tự động. Đó, hiệu Tone, đầu là đầu 1/2 các nhé. Chiều dài cái này 26,5 cm. Chiều dài 26,5. Đó, đầu khẩu là đầu 1/2. Đó, hàng nội địa các nhé. Mã số G58 cái này 280.000. Mã số tiếp theo G59. Một cây kỳ mỏ quạ này các bác. Đó, cây này dài 25 cm. Hiệu IPS, dấu nội địa Nhật đấy các nhá. Đó, răng lợi đẹp này các bác. Đó, gần như là chưa qua sử dụng luôn nhá. Đó, răng lợi đều đẹp. Đó, tay cầm bọc cao su thì nó có vết rách nhẹ ở chỗ này nhá. Đó, về các bác đổ keo, các bác dán lại nhá, không ảnh hưởng gì hết. Dài 25 cm các bác nhá. Đó, G59 cái này 200 các bác nhá. G59 200. Mã số G60 cũng một cây kìm mỏ quạ. Con này cũng dài 25 các bác nhá. Dài 25 cm, hiệu tốt, dấu nội địa Nhật Japan này. Chất thép CRV. Đó, cái này mới chưa qua sử dụng nhá. Đó, răng lợi đều đẹp đấy các bác nhá. Đó, răng lợi đều đẹp. Đó. Tay cầm bọc cao su liền lạc, không có rách rưới gì nhá. Mã số G60 cái này cũng 200 các bác nhá. G60 200. Mã số tiếp theo G61 là một cái cây kìm kẹp que hàn các bác nhá. Đó, con này hàng cũng chưa xài đâu các bác. Đây. Cây kìm kẹp que hàn. Đó. Đây, kẹp rất là chắc chắn. Đây, cái đế này nó kiểu như nó bằng đồng đấy các bác này. Đó, đế kẹp bằng đồng hay sao á? Phần tay cầm này thì bằng nhựa các bác nhá. Đó. Chưa xài các bác nhá. Một cây kìm kẹp que hàn các bác. Chiều dài cái này là 24,5. Đó, và người ta có tặng kèm cho đây, người ta tặng kèm cho một cái lá đồng này các bác này, một cái lá đồng và một cái cây lục giác này. Đó, một cây lục giác. Đó. Đây, hàng còn nguyên trong hộp đấy các bác nhá. Và hiệu của nó là hiệu Misa MS500 này. Đó, for 500 ampere này. Đó, Misa MS500 500 ampere. Đó, một cây kìm kẹp que hàn cho mấy bác thợ hàn các bác nhá. G61 250.000. Đó, G61 là 250.000 các bác nhá. Mã số tiếp theo G62 là một cái bộ lục giác của Mỹ này các bác, lục giác vuông nhá. Đó, bộ này thì có một đầu vuông và một đầu hình trái bí này các bác. Đó, hàng mới chưa xài đâu các bác. Đó, made in USA. Và hiệu là hiệu Bonhoeffer đây các bác nhá. Bonhoeffer made in USA. Tổng 9 cây lục giác các nhá, từ 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8 và 10 các nhá. Đó, hàng của Mỹ sử dụng chất thép đen rất là cứng cáp. Đó, xài bền các bác nhá, còn nguyên bọc đấy các bác. Đó, mới chưa xài. Đó, 9 cây lục giác, một đầu vuông, đầu dưới là đầu hình trái bí. Đó, Bonhoeffer made in USA. Đó, từ 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8 và 10. G62 bộ này 350.000 các nhá. G62 350.000. Số tiếp theo G63. Đó, một bộ lục giác luôn các bác nhá. Lục giác đầu sao. Đó, một bộ lục giác đầu sao, đầu hoa thị. Cũng 9 cây lục giác từ T10, T15 này, T20, 25, 27, 30, 40, 45 và 50 các bác nhá. Fuka Japan này. Đó, rất là đẹp luôn các bác nhá. Đó, bên trong có lỗ luôn nhá. Đó, 9 cây lục giác. Đó. Chất thép CRV. Đó. Mã số G63 bộ này 150.000 các bác nhá. G63 150.000. G64 là một cái bộ lục giác đầu vuông các nhá. Đó, hai đầu là đầu vuông. Đó, đầu lục giác còn rất là đẹp, chưa bị trầy trượt gì hết, Fuka Japan này. 1.5 này, từ 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8 và 10 luôn các bác nhá. 9 cây lục giác. Đó, tổng 9 cây lục giác. Đó, G64, bộ này cũng 150.000 các bác nhá. G64 150.000. G65. Mã số G65 thì cây lấy dấu tự động vẫn còn các bác nhá. Đó, cây lấy dấu tự động này. Đây. Cây lấy dấu tự động này thì hàng của Tajima các bác nhá. Đây, hàng Tajima Japan này. Rất là đẹp luôn, người ta có mạ một cái lớp sơn mạ vàng đấy các bác, rất là đẹp. Chiều dài của cây lấy dấu tự động này thì dài được 13 cm các bác. Đó, đây, và bên trong của nó thì có lò xo này, có lò xo bên trong. Đó, nó sẽ lấy dấu tự động các bác nhá. Đó, các bác ấn thì nó sẽ tự động nó nhún này. Đó, tự động nhún. Có thể lấy dấu ở trên gỗ, trên sắt, trên nhôm. Đó. Trên tường nhá. Đó. Cây lấy dấu tự động. Đó, cái này có vẻ thêm được một số cây nữa đây các bác.
Đó, cái này rất là gọi là G65 này 90 ngàn một cây các bác nhá. Đó, cây này dấu này 90 ngàn một cây. Mã số G66 một cây đục bê tông. Đó. Con này thì hiệu là hiệu Rober Japan đấy các bác nhá. Rober Japan, và người ta có mạ một cái lớp để chống rỉ các bác nhá. Đây thì nó trong một xíu xi mạ thôi. Đó, thép thì rất là dày dặn và cứng cáp. Đây đầu đóng còn đẹp đấy các bác nhá. Một cây đục bê tông cầm tay. Chiều dài được 21 các bác nhá. Còn chiều rộng lưỡi là 7,5 cm. Đó, mã số G66 cái này 150.000 các bác nhá. Đó, thép rất là dày cứng cáp. G66 150.000. Mã số G67 là một cái cây đục luôn các bác nhá, một cây đục, cái này hiệu Mokuba. Đó. Tay cầm còn đẹp đấy các bác nhá. Và lưỡi thì người ta rèn lưỡi cong, nó lưỡi không xứt mẻ gì hết. Đây, phần đầu đóng còn đẹp đây các bác nhá. Hàng thì hàng xài lướt rồi các bác nhá, hàng xài lướt thôi. Chiều dài cái đục này là 39,5, còn phần lưỡi sử dụng của nó thì rộng được 4,5 cm. Cái này các bác có thể sử dụng để đục hoặc là các bác bảy nậy gì thì bảy nhá, sử dụng như một cây xà beng á. Đó, các bác bảy nậy gì các bác bảy. Mã số G67 cái này 220 các bác nhá, G67 220. Số tiếp theo G68 là một cái cặp móc lốp xe các bác nhá, cặp móc lốp xe, cặp này hiệu Tiro này. Đó, đây có logo hình đầu con chim đại bàng đây các bác nhá. Đó. Liver 360mm, dài 36 cm các bác nhá. Đó. Và chất thép là thép rèn Dunlop Forged Alloy Steel này. Đó, một đầu là đầu cong đây các bác nhá, một đầu cong và một đầu đầu dẹp này. Đó, cặp này rất là đẹp luôn nhá. Nó logo hình chim đại bàng. Đó, các bác có thể sử dụng để móc lốp xe máy, xe hơi nhá. Đó, cặp móc lốp G68 thì 270 các bác nhá, G68 270.000. Tiếp theo G69 là một cái G69 là một cái súng xịt sơn các bác nhá. Đó, một cái súng xịt sơn. Đây, hiệu là Osaka Japan Technology này. Đó. Cây này súng xịt sơn này còn rất là đẹp, F75 đấy các bác nhá, Osaka. Đó. Đây, để em tháo cái bình đựng sơn này ra. Đây, và cái đây, cái đầu phun sơn của nó thì đầu này khoảng đầu 1.3 các bác nhá. Đó, đầu này nó khoảng đầu 1.3. Đó. Đó, sử dụng tốt các bác nhá, không hư hại gì hết. Đó, hiệu Osaka. Đó. Đây, cái bình đựng sơn thì có nắp đậy đầy đủ các bác nhá. Bình đựng sơn không có bị móp méo gì, rất là đẹp luôn nhá. Đó. Chiều cao của cái bình này thì nó cao được khoảng 10 cm và chiều rộng của bình thì được khoảng 7,5 các bác nhá. Đó. Và bình đựng sơn thì bình đựng sơn thì các bác sẽ lắp vào phần bên hông của súng phun này. Đó. Đây, các bác lắp vào phần bên hông này của súng phun nhá. Đó. Đó, vặn ốc lại là xong các bác nhá. Đó, một cái súng phun sơn, mã số G69 300.000 các bác nhá. Đó, súng phun sơn G69 300. Đến mã số tiếp theo, mã số G70. G70 là một cái cây kéo cắt cành các bác nhá, một cây kéo cắt cành đúc. Đó, hàng chưa xài còn nguyên trong hộp đây các bác nhá. Đó, còn nguyên trong hộp. Đây. Cây kéo cắt cành đúc này thì dài được 20 cm các bác nhá. Đó, lưỡi còn bọc nguyên này. Đây có chữ đóng chìm trên bề mặt lưỡi các bác nhá. Đó, có mộc đóng chìm trên bề mặt lưỡi made in Japan này. Đó, lưỡi kéo rất là sắc bén, lưỡi sáng như gương luôn. Đó, lò xo chữ V và phần cán thì người ta có bọc da đấy các bác. Đó, cán bọc da và có cả chữ ở trên da luôn này. Chốt là chốt đúc các bác nhá. Đó, đây cây này ốc thì ốc chốt là ốc đồng. Đó. Rất là sắc bén luôn. Dài 20 các bác nhá. Đó, cây kéo này dài 20 cm. Cái này các bác có thể mua về sử dụng này, hoặc sưu tầm, hoặc là làm quà đi tặng các bác nhá. Đó, làm quà đi tặng. Đây nó có cái hộp bằng gỗ rất là đẹp đấy các bác nhá. Hộp gỗ có cả chữ luôn này. Chữ ngoài hộp luôn. Và bác nào mua cái kéo này thì em sẽ tặng kèm một cái lò xo chữ V đấy các bác nhá. Đó, mua cái kéo này em sẽ tặng kèm một cái lò xo chữ V. Đó. Cây kéo cắt cành mã số G70 cái này là 500.000 các bác nhá. G70 là 500. Mã số tiếp theo G71, một cây kéo cắt cành. Đó, con này thì hiệu ARS các bác nhá, hiệu ARS này. Bên này có đóng chìm chữ made in Japan này. Đó, ARS hình đầu con cá sấu các bác, made in Japan. Cái này cán bằng nhựa cứng các bác nhá. Đó, cái này thì hàng mới chưa xài được các bác. Đó. Hiệu ARS rất là nổi tiếng của Nhật, xài rất là ngon luôn các bác. Cây này thì dài được 19,5 các bác nhá, dài 19,5 cm. Mã số G71 cái này 350.000. G71 350.000. Mã số tiếp theo G72, một cây kéo cắt cành đúc. Đó, con này có mộc đây các bác này, đó. Bề mặt lưỡi thì nó hơi có một vài vết
ố đen nhăm nhăm một xíu thôi, nó không ảnh hưởng gì lưỡi, còn đầy đẹp sắc bén nhá. Lò xo chữ V và chốt là chốt đúc, nó cán còn lớp sơn đẹp đấy các bác. Chiều dài cây kéo này được 19,5, đó, mã số G72, cây này 250.000 các nhá. Đó, cây kéo đúc G72 250.000. Mã số G73 là một cây kéo bướm, đó. Đây có mộc ở trên cán đấy các bác. Đó, con này cũng còn rất là mới, lớp sơn còn đấy các bác nhá. Đó, lưỡi không có mẻ nhá. Đó, khá là bén nhá. Chiều dài của cây kéo bướm này thì dài được 20 cm. Đó, dài 20 cm các nhá. Mã số G73, cái này 180 các nhá. G73 180.000. Mã số tiếp theo G74 là một cái cây kéo cắt vải các bác nhá. Một cây kéo cắt vải. Cái này kéo cắt vải cán đồng các bác, và ốc chốt là ốc đồng luôn. Đó, ốc chốt ốc đồng. À, hiệu là hiệu Checkmark các bác nhá. Bề mặt lưỡi kéo thì nó là thép không gỉ các bác. Đó, có mặt bên này thì nó hơi để bại nó ngấm nước nên là hơi nhăm nhăm một xíu thôi. Đó, đây. Cái này thì đó, cán bằng đồng ốc đồng luôn các bác nhá. Đó, lưỡi thì nó kéo cũ rồi nên là nó không có sắc bén đâu. Về thì các bác có quen thì mài lại lưỡi kéo rồi các bác sử dụng nhá, hoặc các bác không quen thì có thể đem ra cho thợ người ta mài nhá. Đó, chứ cây này về thì chưa có cắt được luôn đâu các bác nhá. Đó, cây này thì đó, chưa có cắt được luôn đâu. Về các bác đó, bác nào biết mài thì có thể mài lại rồi sử dụng. Đó, kéo cắt vải cán đồng rất là xịn, hàng Nhật đấy các bác. Chiều dài cái kéo cắt vải này được 24 cm các bác nhá. Đó, mã số G74, cái này 300.000 các bác nhá. G74 300. Mã số tiếp theo G75 là một cái cây kéo cắt tôn lưỡi cong này. Đó, con này thì là thép rèn của Nhật. Đây có chữ ở trên cán hai mặt luôn. Lớp sơn còn đẹp đấy các bác nhá. Đó, phần cán thì nó chóc một xíu sơn thôi. Đó, phần lưỡi là lưỡi cong, lưỡi còn zin nguyên. Đó. Lưỡi cong thì các bác cắt tôn rất là tiện lợi nhá. Đó. Cắt rất là dễ sử dụng, tay không có chạm xuống tôn được. Chiều dài của cây kéo cắt tôn này thì dài 26 cm các bác nhá. Dài 26 cm, một cây kéo cắt tôn lưỡi cong. Mã số G75 cái này 230 các bác nhá. G75 230. Mã số tiếp theo G76. G76 là một cái cây kéo cắt tôn luôn các bác nhá. Đó, con này thì lưỡi thẳng này, đó, cũng là thép rèn của Nhật luôn, rất là cứng cáp, xài bền các bác nhá. Đây, chữ Nhật ở hai mặt. Đó, lớp sơn còn đẹp đấy các bác nhá. Đó, lưỡi thì cũng còn đẹp. Đó, lưỡi sắc bén các bác. Đó, chất thép rèn của Nhật. Rất là cứng cáp luôn các bác. Chiều dài cái kéo cắt tôn này cũng dài được 26 cm các bác nhá. Dài 26 cm. Cây kéo cắt tôn mã số G76 cái này 200.000 các bác nhá. G76 200. Đến mã số tiếp theo G77 các bác nhá. G77 là một cái cục đá mài này. Đó, cục này thì có hiệu đấy các bác, Okuma, có hình đầu ấn gấu này, Japan Technology. Đó, 3.000 8.000, một mặt màu nâu và một mặt màu trắng các bác nhá. Đó, có một cái miếng đế bằng cao su để chống trơn trượt. Chiều dài của cục đá này thì dài được 18, chiều rộng của nó là 6 cm và chiều cao thì được khoảng cao 2,5 các bác nhá, cao 2,5. Mã số G77 150.000. Mã số G78 cũng một cục đá mài. Đó, cục này thì hiệu Naniwa các bác nhá. Đó, có hình con tôm này. Đó, độ mịn là 1000 grit. Đó. Đây, cục này nó có một cái miếng đế bằng nhựa đấy các bác, và chân của nó thì có 4 miếng cao su này để chống trơn trượt các bác nhá. Chiều dài của cục đá này thì dài được 17,5, chiều rộng của nó được 5,5 và chiều cao nó khoảng tầm 2 cm các bác nhá, cao 2 cm. Đó, hàng còn nguyên hộp đây, và người ta có tặng kèm cho một cái cục đá nhỏ màu xanh đây các bác. Đó, đây, Made in Japan này. Đó, hàng còn nguyên hộp đây các bác nhá. Đó, mã số G78, cục đá mài này 350.000 các bác nhá, G78 350.000. Mã số tiếp theo G79 là một cái cây dao đi rừng. Đó, con này lưỡi mài hai mặt, nó có mộc Nhật trên lưỡi đây các bác nhá. Đó, bề mặt lưỡi đẹp, không lỗ rỉ gì hết, có một cái mỏ để chống trơn trượt này, càn gỗ đẹp chắc chắn nhá. Chiều dài lưỡi của con này thì được 14,5 và chiều rộng lưỡi của nó thì được là 5,8. Độ dày lưỡi con này thì dày được là 5 ni rưỡi các nhá. Đó, dày 5 ni rưỡi. Mã số G79 cái này 350.000. Mã số tiếp theo G80 là một cái cây dao chặt, con này lưỡi mài hai mặt các bác nhá. Con này của làng nghề Tô Sa này các bác. Đó, có mộc này. Đó, trên bề mặt lưỡi còn lớp sơn đấy các bác nhá. Lưỡi sắc bén này. Đó, cán gỗ còn đẹp. Đó, tem mác làng nghề Tô Sa. Tổng chiều dài cả cán của cái cây này thì được là 44 cm này các bác. Còn chiều dài lưỡi của con này thì được 18,5. Chiều rộng lưỡi của nó được là 5 cm. Và độ dày lưỡi của con này thì độ dày lưỡi 7 ly các nhá. Độ dày lưỡi 7 ly. Đây, phần sống dao thì em có mài qua lại cho nó đẹp rồi các bác. Đó, mã số G80 cây này 550.000 các bác nhá. Đó, G80 550.000. Mã số tiếp theo G81, một cây dao chặt, con này lưỡi mài hai mặt.
Đó, cũng hàng rèn thủ công Nhật luôn, lưỡi sắc bén, càn gỗ đẹp đấy các bác nhá. Chiều dài lưỡi của con này thì được 12,3 cm. Còn bả lưỡi thì rộng được 7 cm. Và độ dày lưỡi con này thì dày 5 ly rưỡi các bác nhá, dày 5 ly rưỡi. Mã số G81, cây này 400.000 các bác nhá, G81 400. G82, một cây dao đi rừng, con này lưỡi mài một mặt, hai lớp thép này các bác. Đó, mộc ở hai mặt luôn nhá, mộc khắc thủ công này. Đó, lưỡi sắc bén các bác. Càn gỗ còn đẹp đây nhá. Con này chiều dài lưỡi là 16,5 và bả lưỡi rộng là khoảng tầm 5 cm. Độ dày lưỡi của con này thì dày được 5 ly rưỡi các bác, 5 ly rưỡi nhá. Mã số G82, cái này 300.000 các bác nhá. Bề mặt lưỡi đây, không rỗ để gì, G82 330.000. Đó, G82 là 330 các bác nhá. Thứ tiếp theo G83 là một cái cây dao chặt, đó con này lưỡi mài hai mặt. Đó, lớp ram đen còn đấy các bác. Đó, không rỗ để gì đẹp nhá. Sống dao cũng đẹp đấy các bác. Cán rất là mới luôn các bác nhá. Đó. Chiều dài lưỡi con này 16,5 các bác nhá. Còn bả lưỡi thì rộng được là 3,3. Độ dày lưỡi của con này thì con này lưỡi khá là dày đấy, dày 6 ly các bác nhá. Đó, con này lưỡi dày 6 ly. G83 là 330.000. Thứ tiếp theo G84 cũng một cây dao chặt. Đó, con này lưỡi cũng mài hai mặt các bác nhá, mài hai mặt. Đó, đẹp này. Đây. Chiều dài lưỡi của con này thì dài được 15 cm. Dài 15 các bác nhá. Bả lưỡi rộng là 3 cm. Và độ dày lưỡi của con này dày được khoảng tầm 4 ly rưỡi các bác. Đó, G84 cái này là 220 các bác nhá. G84 220.000. Thứ tiếp theo G85, một cái lưỡi dao chặt này. Đó, con này lưỡi lớp sơn còn đẹp đấy các bác nhá. Đó, mộc Nhật đấy các bác. Đó. Lớp sơn còn đẹp nhá. Đây. Về các bác có thể quấn cái dây thừng dây vải vào cán để sử dụng nhé. Chiều dài lưỡi của con này thì được 16,5, chiều rộng lưỡi của nó là 3 cm. Và độ dày lưỡi của con này thì dày được 5 ly các bác nhé, dày 5 ly. Mã số G85 là 300.000 các bác, G85 300. Mã số G86, một cái lưỡi dao đi rừng. Đó. Lưỡi mà hai mặt các bác nhé, cũng có mộc Nhật trên lưỡi này. Đó, bề mặt lưỡi không rỗ để gì đẹp, lưỡi thì em mài bén rồi nhé. Đó, lưỡi có một cái mỏ chống trơn trượt đấy các bác. Đó, đây, cán khoan sẵn lỗi về các bác đóng cán vào sử dụng nhé. Chiều dài lưỡi con này thì được là 14,5. Chiều rộng lưỡi của nó được là 5,5 cm. Và độ dày lưỡi của con này thì dày 5 ly rưỡi quá nhé. Dày 5 ly rưỡi. Đó, lưỡi dao đi rừng G86 250.000. Và tiếp theo G87 là một cái cây dao gấp này các bác. Đây, một cây dao gấp. Con này thì nó hơi kẹt tí quá. Thôi cái này để em xem lại đi. Mã này bỏ qua quá nhá. Nó hơi kẹt xíu. Bỏ qua đi, đến mã G88 quá nhá. Mã số G88 này. G88 đây một cái cây dao này. Đó, có chữ đây các bác nhá, Makuta Made in Japan. Nó lưỡi sắc bén các bác. Cán gỗ đẹp này, có 4 inch chốt. Đó, bằng đồng hay sao các bác. Đuôi cán thì người ta có cột một cái hình đầu lâu nhỏ đây các bác nhá. Đó, rất là đẹp. Đó, con này các bác mua về sử dụng cắt chanh, hành, tỏi, ớt cũng được. Đó, mua về chơi đẹp. Đó, lưỡi có bao da đây các bác nhá. Đó, bao da có hình lá cây này. Đó. Chiều dài của cây dao này thì dài được 19,5 các bác nhá. Đó, dài khoảng 19,5. Mã số G88 cái này 250.000 các bác nhá. G88 250.000. Mã số tiếp theo G89 là một cái cây dao nhỏ này. Đây. Con này thì có chữ đóng chìm trên lưỡi đây các bác nhá. Đó, và có hình ngôi nhà này các bác. Đó, lưỡi thì sáng đẹp, sắc bén này. Cán thì màu xanh hình đốt trúc đấy các bác. Chiều dài của cái cây dao nhỏ này được là 15,5 cm. Đó, dài 15,5 các nhá. Đó, con này cắt chanh, hành, tỏi, ớt này, rất là ngon, đẹp các bác. Lưỡi thì cũng có bao da đấy các bác. Đó, có chốt gài đầy đủ luôn nhá. Đó, bao da chốt gài đầy đủ. Mã số G89 cái này 170 các bác nhá, G89 170. Mã số G90 là một cái cây liềm, cây câu liềm. Đó, con này thì sử dụng để cắt cỏ và cỏ này các bác. Đó, lưỡi mài hai mặt. Đó, có mọc ở trên lưỡi đây các bác nhá. Lưỡi thì sắc bén. Đó, lớp sơn còn đẹp đấy các bác. Đó, cán gỗ thì còn nguyên tem mác của Nhật đây nhá. Con này thì chiều dài cán được 33 cm, còn chiều dài lưỡi của nó thì được là 12,5. Chiều rộng lưỡi thì được là 4,3 và độ dày lưỡi của con này thì độ dày lưỡi là 5 ly rưỡi các bác nhá. Đó, 5 ly rưỡi. Mã số G90 cái này 130 các bác nhá. G90 130.